Thì đây anh em, đây là một con bộ nổi giọng thổ nha anh em, thổ gọi là thổ rất là nặng luôn nha anh em. Đó thì con này ngoại hình thì con này sát lông đỏ nha anh em, sát lông đỏ ha, chim rất là dạng nha anh em. Đó, chim rất là dạng, rất là ok nha anh em, tại con này sát lông đỏ đó anh em. Thì con này gáy mộc hậu nha anh em, kèm thì kèm thưa thôi, có kèm mà kèm thưa rất là thưa, nhưng mà lâu lâu thúc gù cái rất là phê nha anh em. Anh em nào cần con bổ nổi cứ liên hệ mình ha. Thì mình thẳng mình nói luôn nha anh em, con này con nổi gừng nha anh em. Đặc biệt treo ở trong nhà, ở đâu bất kỳ đâu không biết, treo trong nhà đặc biệt là không bao giờ gáy, kè lồng không gù, kè lồng là nó khì không à. Đó, anh em cứ treo qua cây, ra qua cây sào gì phơi nắng phải không, hoặc là treo qua cây bất cứ đâu không biết là bắt đầu nó sẽ thúc, nó chiều nó gù lên đó, tự động ở trên à. Không cần con nào khác chứ, không cần nghe con nào hết trơn, nhưng mà đặc biệt phải treo qua cây hoặc cây sào phơi nắng gì nè là sẽ chơi đó. Còn đặc biệt treo trong nhà hoặc là ở đâu bất cứ đâu không bao giờ mở miệng cái kè lồng, không bao giờ gù đó. Lâu lắm rồi mình mới có được một con mà chim nổi gừng vậy đó anh em. Thường thường chim nổi gừng anh em ưa sai lầm là phán đoán sai là chim nó lâu nổi hoặc là sao không biết, rồi treo nhà không gáy và bán ghẻ là chia ghẻ là cho anh em chơi hay là rồi thả. Còn mình là con này là mình đem ra phơi, thường xuyên phơi nắng anh em, cái mình để ý phơi nắng rồi treo qua cây rồi gáy, cái đem vô nhà cái không gáy chìm, hai ba bữa không đem ra không nghe gáy tiếng nào, mình nghĩ con chim nó chìm rồi, cái bắt đầu đem ra phơi nắng cái lại gáy, cái rồi từ lúc đó mình mới biết anh em, bắt đầu treo qua cây đã chơi dữ hơn nữa nha anh em. Con này có thả bội lai gai nha anh em, mình có tập thả bội lai gai hết trơn rồi. Anh em nào cần con bổ thổ thì cứ alo mình nha anh em. Chim Việt mà giờ kiếm cái giọng này rất là ít nha anh em, giọng thổ nặng như này là rất là ít nha. Anh em cứ kết bạn Zalo đi rồi mình gửi clip chi tiết qua đây, rồi anh em đón xem clip thố nói thúc với đấu gù với con mồi tiểu mai mình nha anh em. Mình sẽ chèn cho anh em xem nha. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em.